Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì như các bạn biết đấy, Dướng nó lâu ngày không ra clip là nó mới mua chung cư trên Bắc Linh rồi dọn lên trên đấy ở, nên lâu không có clip cho các bạn xem. Rồi tôi đọc rất nhiều bình luận của các bạn là bảo anh cô nên lên thăm nhà mới anh Dướng đi. Và theo như yêu cầu của các bạn, hôm nay tôi sẽ lên trên Bắc Linh thăm nhà mới của Dướng nha. Nếu các bạn thấy clip của chúng tôi hay, hãy cho chúng tôi chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Rồi, giờ đi lên Bắc Linh thăm nhà mới ở Dướng rồi. Rồi, let's go. Sau 45 phút đi thì tôi đã đến Vinhome ở trên Bắc Linh nhá. Giờ tôi sẽ đi vào sảnh ngồi rồi đợi gọi Dướng nó xuống đón. Nhà Dướng ở trên lầu 11 các bạn ạ. Ê các bạn đi theo tôi. Đấy các bạn ơi, tôi đã đang ngồi ở trong sảnh của Vinhome rồi. Vừa lấy gọi điện Yến nó xuống đón rồi. Rồi Yến nó đang xuống đón rồi đấy các bạn ạ. Chúng tôi lên tầng 11 nhé. Đi bằng cầu thang các bạn, không chạy bộ thì mệt lắm. Chơi đi chào các bạn đi. Chơi đi chào các bạn đi. Chơi đi chào các bạn, đón mắt cô lên nhà mình chơi nào. Các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ bác cô mình nha. Xấu hổ chứ đi xấu hổ. Nà, bác thả bị bụng răng con nà. Em bông đang ấy. Ốc mở bỏ tay ra. Ốc ơi không được mở, để đấy. Nhanh lắm các bạn ạ, đã tới nơi rồi, đã lên tầng 11 rồi. Vậy là tôi đã lên tới nhà mới của Dướng rồi nhá. Các bạn ơi. Chào các bạn. Sao? Đã lên chuyển về lên đây được 2 tháng rồi, ở quen không? Sau 2 tháng thì ở quen rồi. Thì như nhiều trẻ con quá nên nó hơi ồn. Nói chung là nhà mình dùng vẫn như bình thường thôi, vẫn như cái gì clip gì mà. Đây là cái bếp à? Bếp. Máy hút mùi này. Máy hút bụi. Mùi. Mùi. Hút mùi. À hút khói. Hút khói. Khói cho nó đỡ ám hay đỡ mùi. Đấy các bạn nói tóm lại đây là khu bếp này. Khu bếp có tủ lạnh khá là to, xem có gì không? Toàn đồ linh tinh nhỉ? Đồ linh tinh gì, đồ ăn cái đồ linh tinh gì, đây có nước ngọt này. Đó. Đây là khu giặt quần áo. Đây là khu kiểu lôi ra phụ để giặt quần áo hay lên hơi bừa bộn. Mình không muốn phơi quần áo ở ngoài cái ban công chính để nó view đẹp thì không phơi quần áo được đấy. Đây là để đồ hệ tủ, để đồ linh tinh, đồ ra để bếp và để ảnh nhé các bạn ơi, bếp và để ảnh nhé các thứ. Ở chung cư để cho làm để đồ để thôi. Đây. Ra đây là phòng khách. Phòng khách các bạn ơi, phòng khách có tivi to đùng luôn. Cái này bao nhiêu inch đấy? 65 inch. 65 inch đấy. To đùng luôn. 65 inch. Đây có cái ban công nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Đó. Ban công chiều tối ra đây ngồi uống cà phê được.
tầm nó không phải chị áo vẫn đẹp mà. Tầng 11 cho lên nhìn ra ngoài rất là cao đấy các bạn ơi, là nhìn xuống dưới này cao lắm. Tầng 11 mà đây dạng giống như tầng khoảng độ 13, 14. Em đoán thế. Ấy số lần gì này? Đi vào. Cái chéo này là ăn ra toàn nhà khác vậy. Thôi rồi, đi vào đi. Đấy. Đi vào. Đứng ở này đây, chị đứng lại. Rồi, chúng ta đây là cái khu vực bàn ăn khá là to và khá là đẹp. Đó. Rồi, đây là các bạn biết rồi, cái ban thờ có mắt luôn rồi. Chung cư thì ban thờ thì chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi các bạn ạ. Thì nó không giống như nhà mặt đất thì mình làm ban thờ to được. À. À, chung cư này có 3 phòng ngủ đấy các bạn này. À, đây. Một đây đây là cái phòng ngủ của bông mấy của Cherry à. Rồi. Tiếp theo đây. Đây. Phòng làm việc ở dưới đây. Máy tính này sắp hư hết đến nơi rồi chứ sao? Kính kiếp đâu. Sắp hư hết đến nơi. Hết rồi. À. À. Đây cái giường. Giường. Tủ quần đồ áo, quần áo bỉ mủ Cherry. À. À. Đây là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh à, đây là nhà vệ sinh. À. Khá là đẹp. Tập phòng này là bao à, tất cả cái căn này là bao nhiêu mét vuông? 97 mét vuông. Căn này 97 mét vuông các bạn ạ. Sử dụng diện tích sử dụng chỉ 88 thôi. 97 mét vuông là 2 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ. Đây, luôn. Có cái bồn tắm này thế này. Đây. Bồn tắm là đêm tắm nằm đây nhìn ra đã sao khá là thích. Có bồn tắm ngâm nước hoa hồng hay nước vào đây là được à? Đâu, ở chung cư này em cũng đều thích nhà này. Sao? Cái tất cả cái nhà này tôi đều thích hết, tức là ở rất là thích, nhưng mà riêng cái này vòi xì đít các bạn ơi, kiểu như là ăn được nước nó từ trên tầng 31 lớn quá đúng không, căng xì đít không mình không sử dụng được cái này luôn ấy, tức là nó rất là căng, xì và rát đau ơi đau luôn. À, các bạn ơi, căng lắm. Nói chung là cái vò chim này không sử dụng được. Tôi rất là tiếc cái vò này. Xịt mạnh lắm. Không giống xịt luôn. Tiếp theo là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ to nhất của hai vợ chồng ha các bạn ạ. Thầy cứu khô. Cái phòng ngủ rất là to, phòng ngủ của hai vợ chồng á. Xin chào các bạn ơi. Đấy các bạn. Đấy chung cư 97 mét vuông nhà mới ở dưới đấy. Đó. Rồi các bạn thỏa lối ước mong rồi nhá. Đấy các bạn là cứ lên quay nhà mới anh dưới đây, tôi đã quay nhà mới ở dưới cho các bạn xem rồi nhá. Các bạn cảm ơn tôi đây. Ở chung cư thì theo tôi ở 2 tháng thì tôi cảm thấy thích các bạn. Ở trên này nó kiểu nó cao, nó không có côn trùng này. Ở nó mát mẻ hơn, nó sạch sẽ hơn, ở nhà đất rất là nhiều. Vì vậy là tôi rất là thích ở chung cư. Các bạn. Chỉ duy nhất một điều đó là cái vòi xịt xịt đít kìa, nó hơi mạnh thôi, chứ còn tuyệt vời các bạn ạ. Tôi lên đây đúng giờ trưa nên vợ chồng Dướng mua cơm tấm cho tôi ăn này. À. Thôi mọi người vào ăn đi. Toàn chơi cơm hộp hết. Ngoan không? Đấy, các bạn nhìn cơm ngoan không? Đỡ phải nấu. Ăn cơm phải đỡ phải nấu. Cơm ra đâu rồi?
Em ăn cơm gì? Hôm nay chúc các bạn xem vui vẻ nha. Mời các bạn cơm nha, chào các bạn nhá. Xin chào.